Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chuyển file từ ổ C sang ổ D Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn hai nội dung Thứ nhất là di chuyển từng file Và thứ hai là di chuyển tất cả các file Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn nội dung đầu tiên Tức là di chuyển từng file Thì ban đầu á chúng ta sẽ tìm hiểu file trong ổ C là file như thế nào Thì ở đây nè các bạn chúng ta sẽ vào ZVC Sau đó ở đây các bạn quan sát Các file có trong ổ C đó, Bao gồm các thư mục như là Desktop này Document Picture Music Video Thì các file nằm trong các thư mục này Thì được gọi là trong ổ C Rồi giả sử như ở đây Tôi sẽ ra màn hình Desktop của máy tính Thì đây cũng gọi là dữ liệu trong ổ C Ví dụ như ở đây Tôi muốn là đưa cái file này từ ổ C qua ổ D thì tôi sẽ có hai cách sau đây. Cách đầu tiên á, tôi sẽ chọn vào file mà tôi muốn di chuyển. Tiếp theo, tôi sẽ bấm tổ phím là Ctrl X. Đó, khi tôi bấm tổ phím Ctrl X thì cái file của tôi á nó sẽ bị mờ đi. Sau đó ở đây, tôi sẽ vào zip PC và chọn vào ổ D. Rồi bây giờ tôi sẽ dán ra bằng cách là bấm tổ phím Ctrl V thì cái file vừa rồi nó sẽ di chuyển vào trong ổ D lúc này á nó không còn ở ổ C nữa đó là cách đầu tiên tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai cách thứ hai á các bạn chúng ta sẽ chọn vào file mà chúng ta muốn di chuyển bấm phải chuột rồi đối với Win 11 á các bạn chúng ta sẽ chọn vào sub option còn đối với Win 7 và Win 10 á khi các bạn chúng ta bấm phải chuột thì nó sẽ xuất hiện giao diện như thế này sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào kết. Tiếp theo các bạn chúng ta vào trong ổ D. Bấm phải chuột. Chọn vào bếp. Thì lúc này á nó sẽ dán ra. Và lúc này á cái file vừa rồi nó sẽ không còn trong màn hình desktop nữa. Đó là cách thứ hai. Các bạn cũng có thể là cùng một lúc có thể là di chuyển nhiều file. Ví dụ như đây, tôi muốn là di chuyển các file như là file này và file này thì tôi sẽ làm như sau ở đây á tôi sẽ giữ phím control chọn vào file mà tôi muốn di chuyển đó ở đây tôi giữ phím control lần lượt chọn vào hai file này rồi tương tự đây tôi muốn là di chuyển hai hình này luôn thì tôi sẽ giữ phím control chọn vào thì lúc này á tôi đang chọn vào bốn file tiếp theo ở đây tôi sẽ bấm phím control x vào trong ở đây dán ra bằng cách là bấm tổ phím control v thì bốn file vừa rồi nó bị cắt và dán vào trong OD. Đó. Nhớ nha, các bạn chúng ta muốn chọn nhiều file á, thì chúng ta sẽ giữ phím control và lần lượt chọn vào các file mà chúng ta muốn di chuyển. Đó là nội dung đầu tiên là di chuyển từng file. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn nội dung thứ hai là di chuyển tất cả các file. Rồi giả sử như ở đây. Tôi muốn là di chuyển tất cả các file có trong thư mục download vào trong ổ D. Và các bạn lưu ý nha, cái thư mục download đó, nó vẫn thuộc ổ C nha. Đó, bây giờ tôi muốn là di chuyển tất cả các file có trong thư mục download này vào trong ổ D. Thì tôi sẽ làm như sau. Ở đây á, tôi sẽ bấm tập phím cần trên A. Thì lúc này á, nó sẽ quét chọn tất cả các file có trong thư mục download. Sau đó ở đây tôi sẽ bấm tập phím cần trên X và qua ổ D. Tiếp theo tôi sẽ bấm từ phím Ctrl V để tôi dán ra. Đó, thì lúc này á tất cả các file có trong thư mục download nó sẽ di chuyển qua ổ D. Và các bạn lưu ý nha, khi di chuyển file á các bạn chúng ta phải kiểm tra dung lượng. Nếu mà ổ D của bạn á nó có dung lượng lớn á thì các bạn chúng ta di chuyển qua thì không sao. Còn nếu mà ổ đề á nó ít dung lượng quá mà các file khi di chuyển qua á nó có dung lượng lớn mà ổ D á nó không chứa được thì nó sẽ không cho các bạn di chuyển nha. Đó là các bạn cần lưu ý nha. Giờ ở đây thư mục download á file của nó ít và dung lượng nhẹ nên tôi có thể là di chuyển qua được ổ D. Đó. Rồi như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách di chuyển file từ ổ C qua ổ D. Nếu thấy video hay, ích, thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn bạn đã theo dõi.